cái này nó lên là xong rồi đó. Chọn khi mà anh mở lên là màn hình này là màn hình chính của cái phần mềm anh rồi đó. À. Để mở file nè. Tìm file nãy mình mới xuất á là tên gì mà có chữ Hội An là sao á. Từ bà đó. File đầu tiên là lúc nào nó phải cuối cùng. File mà mình mới là lúc nào phải cuối cùng. Khi mà anh chọn vô là nó hiển thị cái màu xanh khác với mấy cái này. À. Đó là khi chưa in đúng không? Khi mà chưa in thì nó cái màu xanh đó đúng không? Nó làm mở file là mình chỉ mới để vô thôi. À. Rồi anh mới để vô trong phần mềm anh, bây giờ nó chất lấp nó lên cái chữ anh như vậy các bạn thấy là sao? À đây không? Cái này á là lập hình, anh chuyển lúc nào phải lập hình nha. Lập hình. À, anh hiểu sao? Tại vì khi mình in ví dụ như chữ A đây mình phải lật ngược lại để khi mình ép ra vải thì nó mới theo bề mặt được á. À. Có nghĩa là bắt buộc phải lật hình. Chữ nào cái này là bề mặt như vậy đó. À. Nhưng mà khi anh in là phải như vậy nè. À. Khi in ra là tờ giấy nó như vậy đúng không? Khi anh ép ra thì nó mới ngược lại được. Cái này chỉ ít bữa anh coi mới hiểu như vậy, mới hiểu không nữa. Đó, cái nút này là quan trọng đó nha. À. Nãy giờ khi anh mấy lần? 4 lần. Copy 4 lần. Giờ đó, in 4 lần. À, cái này, cái đường này là để cho nó vô trong cái khoảng giữa của cái tờ giấy á. À. Ví dụ như anh bỏ lên đó, đó nó chạy qua bên đó không? À. Anh bấm lên đó chạy vô giữa là hai bên nó cắt đều nhau á. À. Ngay ngay tầm đúng không? Ừ. Nếu như mà muốn dễ thấy thì bấm nhỏ nhỏ lại. Nó thôi nó thôi. Bây giờ cái này là thường á là em cho in là 15mm hoặc là 10 thật là 10mm. 10. Anh nhìn nha. Anh nhìn em. Nó hở ra đó anh thấy không? Cái khoảng hở của cái hình này nó cách nhau á. À. Có nghĩa cách nhau là 10 ví dụ như mm. cách nhau 20 đi. 20 là 2 cm á. À. Đó là nó cách rộng hơn. À. Nhưng mà cách cỡ 1 cm là được rồi, 1 cm là 10 mm á. À. Nếu như mà nó không có cách anh quên cái này là nó sát rạc vô nó là sát, cái gì đó mà nó muốn cắt ra khó. À, có nghĩa là nó chừa một cái khoảng cách. Nút dưới này nè, cái dưới này nè. Nhớ là cái này quan trọng nè. Với lại cái này, nếu copy mấy lần thì đây. À. Chỉ có cái này thì chọn chế độ in với lại máy in. Máy in Mimaki cũng là chế độ, nhưng mà này là đã cài đặt hoặc là hết rồi nên không quan trọng. Anh chỉ cần cái bước đầu tiên là giống như nãy là cái bước đó với cái bước ngoài chỉnh kích thước là quan trọng. Có cái bước cái khung này là quan trọng này. Rồi sao cái này là cái máy in đó, thấy không? Chọn về đây tấm nút này đó. Nó khởi động nó in luôn. Nhưng mà anh để ý là nó đang chọn cái màu xanh lên cái file mà anh cần nha. Lỡ mà nó nhảy qua cái này là sai á.